Trong lúc nguy nan nhất, hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang lăn xả hết mình, không quản ngại gian khổ, cứu hộ nhân dân, khiến bao trái tim lay động. Ở đâu có các anh, các chị, ở đó người dân thêm vững lòng vượt qua mất mát, đau thương. Nữ chiến sĩ công an ôm em bé vào lòng đầy tình yêu thương như đang ôm chính con mình. Mất một cái máy trèo đúng không? Những chiến sĩ vượt ngược dòng lũ đang chảy xiết, cho dù mái chèo đã bị cuốn trôi, vẫn cố gắng bám víu vào đường dây điện để tiến về phía trước. Lật tìm thật nhẹ giữa đống bùn đất sau cơn lũ quét kinh hoàng, chỉ vì vẫn còn nhiều người dân nằm lại. Gác lại nỗi buồn riêng để cùng đồng đội giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Được chung tay góp sức, bà con đồng bào Yên Bái là niềm vinh hạnh của người chiến sĩ trung đoàn 174 chúng tôi. Ngâm mình trong nước suốt nhiều giờ để cứu hộ được nhiều người nhất có thể. Dù có nhiều gian khó, hiểm nguy rình rập, thậm chí là hy sinh, mất mát, nhưng các anh không bao giờ sờn lòng. Cảnh vệ, trung đoàn đặc nhiệm, phục vụ dân của chúng tôi từ sáng đến giờ mà tôi chảy nước mắt về chú. Chú bảo từ sáng đến bây giờ chưa ăn gì cả. Chúng tôi cảm động quá. Xin chân thành cảm ơn nhà nước và tất cả các chú. Trung đoàn của các chú đã vì dân mà quá vất vả. Xin cảm ơn nhiều. Những người chiến sĩ này ngả lưng trên một tấm ván gỗ không đủ để duỗi thẳng người, ăn vội một bữa cơm giữa cơn mưa, bởi họ biết sau đó còn mạng sống của nhân dân, gia tài gom góp cả đời của bà con đang đợi để được giải cứu, để cuộc sống phần nào bớt chật vật khi cơn lũ đi qua. Có thể toàn thân đẫm nước, có thể bùn đất lấm lem, có thể bờ phờ mệt mỏi, nhưng trái tim họ sáng ngời lý tưởng vì nhân dân.